trong tỉnh này ở đây luôn chứ. À, tỉnh này không chưa chưa ra không biết. Tiền người không được phải. À, nãy giờ bận quá được là. Rồi giờ con nghe được cái máy chứ. Cúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch nhị vị hòa thượng, kính bạch chư tôn thiền đức tăng, chư tôn thiền đức ni. Trong những ngày qua, mấy huynh đệ tăng ni mình về nơi đây thật là một cái niềm vui vô cùng, vì hải đảo Hạ Quy Nhi rất là xa. Đi đường rất là tốn kém, mà quý thầy cô mình không có làm gì ra tiền, nhất là các vị phải trụ trì, không có đám sám. Thành ra ta tan chế quan hôn tương tế thì quý vị không có cái cơ hội để có làm ra chút định tiền để mà travel đi xa. Mà quý vị vì cái lòng thương và nghĩ đến giáo hội cũng như nghĩ đến cái tiền đồ của Phật giáo, mà quý vị đã dành cái thời giờ sang bên này để mà đóng góp một phần nào trong cái công việc Phật sự mà giáo hội chư tôn thiền đức trưởng lão đã cùng quý thầy cô cũng như quý Phật tử thiện nam tín nữ xa gần đã tin tưởng chúng tôi và cử chúng tôi làm trưởng ban tổ chức cho khóa tu học Phật pháp Bất Nghị lần thứ 8 này. Sự hiện diện của quý vị là một cái niềm khích lệ rất lớn và chúng tôi rất là cảm động. Quý vị ni trưởng, quý vị chư tôn đức trưởng lão, quý vị ni trưởng, quý ni sư lớn tuổi mà quý vị không ngại đường xa bay từ California sang bên này 8 tiếng 15 5 tiếng 15 phút mà quý vị cũng ráng đi, với máy bay đắt cỡ nào quý vị cũng đi. Thật là một cái nghĩa cử mà chúng tôi không bao giờ đền đáp được cái thâm tình này trong những ngày qua. Như quý vị biết là chúng tôi phải đấu tranh rất nhiều để mà sắp xếp. Sáng sớm là phải ra làm việc với cảnh sát ở ngoài đó rồi và phải trả tiền cho người ta. Khi người ta về là phải trả tiền, mỗi lần như vậy trả tiền liền. Chứ không phải đợi xong rồi mới trả. Đó là cái điều lệ của họ bắt buộc mình và trả cát nữa. Thành thử nên cái công việc chúng tôi phải điều hành, có những việc không thể giao người khác được, cho nên chúng tôi rất là thiếu sót đối với sự lo lắng tiếp đãi chư tôn đức giáo phẩm cũng như tất cả quý thầy quý cô về nơi đây. Nhất là chúng tôi cũng không có thời gian để mà đứng tâm sự cứ hất ha hất hải, mặt mày thì bơ phờ. Quý vị biết là phòng mấy huynh đệ ở hết, chúng tôi phải chung với đứa bạn, chúng tôi ngủ vì không có chịu nổi nữa, tức là mắt nó hiếp lại rồi. Thành ra may qua thầy Quảng Văn ông ngồi ông làm việc với thầy Tịnh Mãn, ông đưa cái chân, cái đụng cái chân của tôi, thành ra mấy ô sư phụ nằm ngủ dưới này chứ không ai biết chúng tôi ngủ hết trơn. Thành ra quý vị thấy đó là mình cái sự hy hiếm mình đối với Phật pháp, đối với tiền đồ của Phật pháp, mình xả thân con quyết lòng vì đạo hy sinh. Thành ra quý vị cũng biết là sự thiếu sót chắc hẳn là thiếu sót rất nhiều. Hải đảo này có thể nói là rất là khó khăn, cho nên chắc hẳn là phải thiếu sót. Bây giờ quý ngài không thương con mà quý ngài bắt con quỳ hương 5-3 cây con vẫn quỳ như thường, tại vì con biết là con không làm được như là những gì con mong muốn, bởi vì cái điều kiện nó không cho phép chứ không gì hết. Thành ra mong rằng quý ngài cũng quan hệ cho con trong những ngày qua. Phật tử thì con có ra thăm, còn đối với quý thầy quý cô thì con không có ra được, là vì con không có thời giờ bước vô trong phòng này nữa. Nhưng mà hôm nay thì không có cơ hội, ngày chiều nay để chúng ta đi tham quan rồi, đi coi show rồi, cho nên con không có cơ hội nào. Thì đây là cái cơ hội cuối cùng để cho con được thành kính bảnh lễ để mà sám hối với quý ngài, và đặc biệt là hai ôm lớn mà quý ông ngồi đây cho con lãnh lễ ba lại để mà con sám hối những cái thiếu sót ngài thôi, cho ông cho con lễ kéo đầu của mọi người con đang lại. Tôi còn lại một lại, xin sám hối những cái gì mà con
con thiếu sót với quý ngài, con mong rằng quý ông lớn từ xa về đây, quý ông cùng quan hỷ cho con. Quý ni trưởng, quý ni sư, mấy huynh đệ trẻ an thương thầy Thông Hải thì tha thứ những gì mà thầy Thông Hải thiếu sót, lúc nào cũng thương mến mấy huynh đệ trẻ. Thầy có cái nguyện là huynh đệ trẻ mà có tài, mà có đức, mà ham tu hiếu học thì thầy Thông Hải phát nguyện sẽ ủng hộ quý vị tối đa 100%. Mà quý vị có biết là âm thầm tất cả những cái gì thầy cô đi học, thành ra quý vị biết đó là gì, nghĩ đến tiền đồ của Phật giáo của chúng ta ở hải ngoại này. Cho nên quý vị biết cái tấm lòng, cái tâm chính vì lẽ đó mà quý vị đã dành thì giờ sang bên này đường xa, chứ quý vị du lịch thiếu gì dịp đi du lịch trên thế giới, phải không? Nhưng mà tại sao quý vị phải đi như thế này? Đây là cái tình. Nên một lần nữa con xin chân thành cảm ơn vì chút nữa đông nhiều người quá con không có cái cơ hội đó. Thành ra con cũng xin một lần nữa xin thành kính tri ân quý ông đại diện ở đây và quý thầy quý cô có mặt tại nơi đây trong cái phòng học của chư tăng chư ni. Lý đáng là con lấy cái phòng bự hơn, nó không phải như vậy, nhưng mà vì muốn tiết kiệm là vì thấy cái số lượng của quý thầy quý cô là con có mời. Thật ra con ôn trưởng ban giáo thọ chỉ dạy con là thỉnh mời quý thầy quý hòa thượng chứng minh, mà con đã có đề đạt thơ mời đó, và quý vị giáo thọ sư có đề đạt thơ mời đó. Con những vị mà vì thương mến con mà sang bên này mà cũng đóng tiền như người khác, như ngài Giật Minh trụ trì chùa Pháp Hoa hay là ngài Tâm Thiện vân vân, thì đó là những vị thầy có thể là giáo thọ, nhưng mà có ôn dạy con là sợ chi phí thầy không đủ, thôi thầy mời bao nhiêu đó là tôi đề nghị thôi. Thành ra nếu quý ngài sang bên này có đóng góp cho cái những cái khóa tu ở trong những phần diễn giảng dạy đó, thì quý ngài thông cảm dùm, là vì con cũng hạn chế. Nếu nào con không hạn chế đó thì quý thầy sẽ qua đông lắm. Hôm nay mình có một thầy Viễn Chơn. Thầy Viễn Chơn lên, thưa thầy, mời thầy lên đây chút. Thầy lên đây, thầy Viễn Chơn. Tội nghiệp thầy, lên đây đi. Lên đây đẹp trai quá, đừng mắc cỡ. Tội nghiệp thầy Viễn Chơn lên trên mạng đó, bạch quý ngài, thưa quý vị, thầy thấy sao bên này vui quá, ông mắc rẻ lên đây, thưa thầy, lên đây, please. Cả lại đây đó, đây dòng cho mấy huynh đệ biết, thầy rất là dễ thương quý vị, thầy không có muốn đi là vì công việc, nhưng mà sáng nay thầy mới tới, không có dịp giới thiệu, mà thầy không dám vô ăn nữa đó, tại vì không có nói chuyện, nha thầy ngại, vô đây. Nó không có, bây giờ là đã về đây rồi, là huynh đệ nhìn nhau còn một nhà hết trơn. Thành ra thưa quý vị, thầy Nguyễn Trơn, thầy ở bên Tết. Sao cơ Lai Na chùa gì? Chùa Hoa Sen. Quý vị thấy mặt mày thầy dễ thương đẹp trai không? Thầy rất là dễ thương mà thầy mới đến đó quý vị. Thành ra quý vị thấy đó, nhiều vị mà khóa sổ rồi mà không nhận cũng tự động đi qua. Một chiều hôm qua bắt được cái trường bốn cô, gặp thầy đi ra mà đi quen Phật tử, thành ra gặp ôm đi ra những quảng hồn. Thầy đang sắp cho các cụ già đi ra ngoài để dùng chiều đó, handicap rồi đó, thì bốn cô dừng lại, không ngờ gặp ôm Thông Hải ở đây lật đật chung với cái gầm xe, cái băng xe đó, mà biểu ngóc đầu lên, không dám ngóc đầu lên. Thầy nói quý vị thấy đông là về ngày mai chủ nhật sẽ rất là đông, mà quý ôm á rất đông. Thầy nói quý vị trốn con tại ngày không, con nói là chủ nhật á, chủ nhật quý vị sẽ đi ra dự với mình rất là đông, cho nên vì vậy mà anh Thảo Nguyễn cũng như mấy anh chị em phóng viên báo chí chụp hình á, họ hỏi con số lượng bao nhiêu. Thật sự bạch quý ôm, bây giờ con thành tâm sám hối với ngài, con không nắm được cái số number ngay cả Phật tử bên ngoài luôn. Thật ra đây là một cái điều ông Nguyễn Siêu có nói là thôi thì thầy cứ để nó như vậy đi, khỏi cần phải nhắc tới nữa, để cho miễn sao vuông tròn cho cái pháp hội của mình được thành tựu viên mãn mà thôi. Thì con có vâng lời ngài Tổng Thư Ký, thành ra con cũng trình lên để cho vị vị hòa thượng cũng liễu tri, là vì quý ngài nguyên trí cũng không được khỏe ở trên phòng, nên là quý ngài không biết cái sinh hoạt ở dưới này như thế nào, thì sẵn đây con cũng trình luôn, là vì không có hòa thượng chủ tịch ở đây.
anh đã trình lên để cho quý ngài cũng biết là cái số lượng của mình là thấy như vậy, biết như vậy. Giống như hôm bữa đó mình ngày thứ năm á là rất đông, mình dự trù cho 500 phần ăn theo danh sách, phụ trội thêm 50 phần nữa, nhưng mà 600 phần chuẩn bị không còn một phần đồ ăn nào hết, mà con phải order mấy chục thùng mì để mà họ có thể dùng thêm. Thì con biết là số lượng nó chênh lệch rất nhiều. Còn ngày trưa ngày qua với sáng, xin cảm ơn thầy rất nhiều. Quý vị cho thầy xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn thầy và welcome thầy nha, đừng ngại gì, mắc cỡ gì ha, vui vẻ thì anh em mình về tới hải đảo Hà Quy Nhi là nơi gathering, cái tên ở đây gọi là Âu Á Hồ, mà thành ra Âu Á Hồ tức là gathering, tức là mình gặp gỡ với nhau ở đây. Thì bạch quý ngài là cái đồ ăn trên lệch như ngày qua đó, thấy như vậy cái quý vị làm tăng thêm thì cũng làm 650, nhưng mà còn lại có chừng 50, còn lại có 50 hộp. Rồi con mới nói thôi bây giờ tụi con đem mấy hộp này đem cho hôm lễ, chứ để quý ngài ăn không ăn thì đổ uổng, đổ thùng rác đem cho hôm lễ, để mấy anh chị em đem cho hôm lễ. Thì hôm nay con biết là sẽ cái số lượng sẽ không có nhiều, có những vị sau đó rồi họ cũng phải đi thăm viếng chỗ này chỗ kia, hoặc là muốn đi shopping chút xíu, thì con nghĩ đồ ăn hôm nay dự trù đúng, nhưng mà có thể bị dư cũng không sao, thà dư chứ không để thiếu. Cho nên vì vậy tôi cũng không biết là quý vị như hôm nay ông Nguyên Siêu cũng có người thỉnh đi lại cốt ngoài biển, họ có cơ hội qua đây đó đem cho họ lại ngoài biển, là không biết số lượng sẽ không chừng đổi, tức là lên hoặc xuống còn không biết sao. Anh trình lên quý ngài liễu tri chứ bây giờ số lượng là con out of my control. Dạ, xin con xin thỉnh ông Tân Nhã. Thì chúng ta hôm rễ cũng nghe Bảo Thượng Trưởng Ban Tổ chức cũng tâm sự rất nhiều. Thì chính như cái tâm sự của thầy á, chúng ta cần phải ưu tư, không phải chúng ta nói về mãi, không bao giờ nghĩ là chúng ta tương lai làm trưởng ban tổ chức trong những khóa tu học hoặc nhà thực hành cơ. Thành cho nên đây là những bài học chung cho tất cả chúng ta, tất cả quý thầy quý cô đều chuẩn bị lấy những cái hay, cái đẹp, cái tuyệt vời của những lần đi như vậy trong tương lai, đó là tương lương cho chúng ta. Đừng có bao giờ mà nghĩ rằng nhỏ hoài là không có. Tôi nhớ tôi ngày xưa chút xíu về sách đấy, đi hầu hòa thượng, ngày nay lưng hòa thượng rồi, thấy không? Thì quý thầy quý cô cũng vậy, bây giờ còn nhỏ, tương lai cũng lớn, ra lãnh đạo thôi. Thành ra nên cứ ráng cố gắng học hỏi hàng năm như vậy, có mình đi. Ông bà nói bạn đi một tất đàn học của sang cô. Tất cả tổ chức nào mình còn học cho học đó, để rồi tương lai mình hạnh phúc. Cho nên mong rằng quý thầy quý cô thấy những cái cực khổ của thầy Long Hải, đừng nản chí, cố gắng lên đi dù thất bại, nụ cười tin tưởng của tương lai. Cho nên chúng ta sẽ đặt niềm tin. Thứ nhất là như qua tôi nói á, chánh tiết đảm bảo, hy sinh vì tập thể, vì đại chúng, vì quê hương, giáo huấn của Phật giáo, chúng ta cứ bước tay rất mạnh chân bước lên, đừng có bao giờ mà nhút nhát, đừng bao giờ. Mình tu hành chân chánh rồi á, không bao giờ sợ bất cứ lực nào. Ma quỷ mình cũng chiến thắng ma quỷ, hà huống chi những cái việc lễ tế ở thế gian. Thành cho nên mong rằng quý thầy quý cô cứ nghe quý thầy trình bày, rồi mình đem tất cả cái khả năng của mình có tiếp tục giúp đỡ cho quý thầy quý cô đã ra trước. Rồi tương lai nhân nào và mấy, một mai nào đó giáo hội mời mình, hoặc là mình thấy mình đủ khả năng bước ra xin cho con này nhà lãnh, như Hòa Thượng nói vậy, đứng ra để xin. Chứ quý thầy đâu dám chỉ. Chính thầy Tông Hải bao nhiêu năm tu hành, bao nhiêu năm kinh nghiệm đi theo từng lớp này lớp nọ, rồi lúc đó vận động được một số Phật tử lúc này sẵn sàng bước ra. Cho nên mong rằng quý thầy quý cô về đây, trước hết là như qua tôi nói,
ráng cố gắng liên hệ với nhau, huynh đệ với nhau, thân thiết với nhau, nhất cần thân. Cái thứ hai không gì quý nhất là bằng cái thiện cảm với nhau. Có tình cảm với nhau dễ dàng bước tới. Như thầy Tông Hải ngày nay em kết nạp với tất cả năm châu, chứ phải riêng tại Hoa Kỳ, ta riêng tại Ốc Đại nữa, mà thầy liên hệ hết tất cả. Là vì trước thầy có cái nhân, tròn đi đâu cũng tròn cả. Bây giờ thì cái quả là cái đầu thầy, mời đầu, mời thầy nào, mời cô nào đều vô hết vì cái thiện cảm. Cho nên mong rằng đây là bài học chung của toàn thể tiêu thông được tặng đi. Và cái chúc tất cả chúng ta là những trưởng tư của tương lai, tương lai sẽ dấn thân và phục vụ cho Đạo Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đến ông rồi, cho con nói một lời để con quên. Con nói xong rồi, cái ý nãy trải tất cả cái tâm tư của con. Và hôm nay con cũng nói là con rất là được khích lệ. Khi cái tinh thần con nó hơi mỏi mệt thì con được một cái cú phone. Cái người này bữa nay có mặt, đó là sư cô Đồng Ngân, trụ trì của chùa Quán Âm, phải không con? Con là Đồng Ngân nha. Đồng Phúc. Đồng Phúc trụ trì của chùa Quán Âm, phải không con? Quang Thế Âm, có chữ Thế đó không? Quý vị cho cô Đồng Phúc một tràng pháo tay. Con thì không biết cô Đồng Phúc, nhưng mà có dịp sang bên thầy Tri Viên là cái thiền viện dược sư, làm thiền chủ của cái trường hạ, thì con gặp quý cô. Lúc qua gặp thôi chứ còn mấy, nhưng mà tới chừng mà con gần gũi với mấy thầy mấy cô đó, trẻ đó, thì quý thầy quý cô cũng có cái nhiệt huyết. Con cũng ngại ngùng là vì nghĩ giáo hội này, nghĩ giáo hội kia. Nhưng mà khi mà con được tâm sự với mấy huynh đệ thì cái lòng của họ cũng có cái chuyện nghĩ là giáo hội này, giáo hội kia, mà họ cũng một bề hướng trên con đường phụng sự mà thôi. Thành ra con cũng tinh thần cũng hơi chao đảo một chút xíu, mệt mỏi quá. Thì thấy cô Đồng Phúc có những cái lời khích lệ, thành ra con cũng có tinh thần vững mạnh lên, mặc dù các em trẻ nhưng mà cũng thương kính quý ông lớn, cực khổ dấn thân, mà các em có những cái lời gọi là khuyến tấn thì làm cho con cũng rất là cảm động. Vì mình già, mình từ từ mình lớn tuổi rồi, mình cũng theo Phật, mà giờ em út còn trẻ mà có cái tinh thần đó thì mình nghĩ mình phải cố gắng đưa vươn lên hơn nữa. Thành ra hôm nay ông cảm ơn những lời qua phone để sắp xếp cái chương trình cho tụi con qua bên này, mà con mở lên những cái lời đã ghi sâu sắc đậm vào trong cái tâm, cái tưởng, cái ý nghĩ của ông rất nhiều. Thấy con còn trẻ mà con có cái tâm, bằng không biết là chùa con ở bên Atlanta là được quý thầy cho biết là một trong ngôi chùa mà cũng có uy tín và Phật tử hướng về cũng nhiều. Ngày xưa biết ông biết cái chùa đó là chùa Minh Đạo, là mấy chục năm về trước đó, mà cái chùa nó xuống, mà bây giờ con làm cái chùa nó nổi lên như vậy đó, là con cũng là có tài, tức là cũng khéo ăn khéo nói, dùng những lời ái ngữ, biết dìu dắt Phật tử trên con đường tu tập, và tin nhất là làm tấm gương thân giáo để cho quý Phật tử. Thành ra ông được nghe quý thầy khen ngợi con lắm, thì hôm nay xin quý ông quý vị cho một tràng vỗ tay để cảm ơn một trong những người cán bộ của Phật giáo Như Lai sứ giả ở tại Atlanta, một nơi mà người Việt mình đang lên, tức là số lượng người đang tăng. Có thể chùa Quán Thế Âm trong tương lai sẽ có hàng ngàn người Phật tử hướng về, là do cái tài khéo léo, mềm mỏng nhỏ nhẹ, nấu ăn ngon của sư cô trụ trì. Dạ rồi, thôi giờ để cho con xin phép, nhưng mà con nói là con không biết làm sao, bởi vì mình ăn uống thì nó lung tung lang tang quá. Thành ra con không có thưa quý ngài được. Trưa nay anh Tường, anh Nghĩa Canada, mấy anh với Thịnh Gia Gia với lại với phim ảnh xin 11 giờ để cung thỉnh quý ngài y hầu chỉnh tề. Anh tìm được cái góc độ, vì ở Hawaii đất nó chặt quá, thành ra không phải khoảng không gian chụp hình nó dễ dàng. Và hôm qua con dẫn anh Tường sang, anh Tường có mặt đây, thì anh mong rằng mình có một cái tấm hình để lưu niệm lại huynh đệ thầy trò của mình. Thành ra
anh ta tìm được vào 11 giờ anh Tường hẹn. Anh Tường nói 11 giờ thì chúng con cũng một cái floor thôi, mình đi cái thang lầu đi qua anh kia, shop viên nó nằm nhà thoi dốc á, để mình khỏi phải có ghế. Thì huynh đệ mình, anh có cái thang, anh đứng lên là anh chụp rồi anh photoshop thành cái tấm hình rất đẹp ở đâu. Dạ, không, bây giờ con nói ở đây, con mời trước, tại giờ con không biết quý ôn đâu con kiếm. Dạ, ông sao làm nào vậy? Dạ, tại vì cái mụ ra cái bên kia mời trước. Thành ra chỉ có cách này mới là, mấy gì nó bây giờ làm, anh Tường bây giờ làm sao mà thông báo được, con nói thôi chịu thua. Bây giờ là con đi từng phòng, con thỉnh, thì con nghĩ là thôi để con qua bên này con thỉnh trước. Anh em ông quý thầy, quý cô có gặp ai thì cũng mời giùm luôn. Dạ, dạ kính... Không, mặc y hậu chứ ai là Tường? Dạ, mặc y hậu, anh Tường hai. Hả? Dạ, y hậu này. Y hậu. Dạ, y hậu, và quý ông cho nó trang nghiêm ấy. Dạ, có Tràng Hoa là càng tốt, à, có Tràng Hoa đi. Tại đặc biệt của tiểu bang này, tại vì mình huynh đệ quý ông mình chưa có cái tấm hình nào mà gọi là chuẩn mà chung hết á. Ở trong chánh điện nó nhòa lắm. Mình cái mặt mình đẹp chứ chụp nhỏ cái thành ra nó giống như cái mặt diệm phải mặt mình. Thành ra ở ngoài trời sáng là bữa nay trời ra quang mây thành, là mong quý ngài quan hỷ, vậy là Phật sẽ kính đảnh lễ cung kính.